Bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với cuộc dạo chơi qua rừng của xe ô tô tải nha. Ô tô tải sẽ đi du lịch xung quanh khu rừng này, đi xuyên qua khu rừng. Kiểm tra các bạn nhìn khu rừng đẹp không? Thật tuyệt vời. Thôi chết rồi, xe ô tô tải bị thủng lốp rồi, không thể đi nữa. Bị thủng lốp rồi thì ô tô tải đã đi vào những hòn đá rất là nhọn, nhưng bị thủng lốp rồi, bây giờ phải gọi điện thôi. Alo, chúng tôi đang ở trong khu rừng rậm, chúng tôi bị kẹt trong rừng rồi. Ô tô của chúng tôi đã bị thủng lốp rồi. Máy bay trực thăng hãy đến cứu hộ chúng tôi với nha. Đến cứu hộ ngay chúng tôi với nha. Được rồi, chúng tôi sẽ đến ngay. Các bạn cứ yên tâm ở đấy đợi chúng tôi chỉ một lát thôi nha. Đây là máy bay trực thăng các bạn. Chúng ta cùng xem sức mạnh máy trực thăng nha. Máy trực thăng khởi động đi nào. Động rồi, đi thôi. Bay thôi. Bay thẳng xuyên những khu rừng nào. Ô tô tải kia rồi, được rồi, mong thả dây xuống nào. Thả dây xuống rồi, nào bạn ô tô tải, mau bấu vào dây của bọn tớ nào. Ô tô tải đâu, mau bấu vào dây nào. Được rồi, đây. Rồi, mắc dây rồi. Nơi được thăng bây giờ sẽ bay lên. Kéo ô tô lên. Xem máy tay trực thăng có khỏe không? Máy trực thăng đang kéo ô tô lên. Máy trực thăng thật là tuyệt vời. Máy trực thăng đang cứu hộ ô tô. Ô tô mau về xưởng nào. Về xưởng rồi. Hạ xuống nào. Từ từ nhẹ nhàng thôi, cả ô tô. Rồi, đổ xuống rồi. Cảm ơn bạn máy bay nhá. Tớ rất cảm ơn bạn. Nếu các bạn mà tớ về được bến xưởng, cảm ơn bạn nhá. Không có gì đâu. Tớ đi về sân bay đây. Các bạn thân mến, nếu các bạn nhận được sự giúp đỡ của người khác thì hãy nhớ là phải cảm ơn với các bạn nhé. Hôm nay chúng ta hoan hô bạn máy bay đã rất nhiệt tình đến giúp bạn ô tô tải. Các bạn nếu có ai cần giúp đỡ thì các bạn cũng phải thật là nhiệt tình giúp đỡ các bạn nhé. Bây giờ thì tôi xin chào tạm biệt các bạn.